Kính chào quý vị, nỗi ám ảnh của các bậc phụ huynh khi các thiên thần nhỏ của mình rời khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Rất nhiều rủi ro rình rập, trong đó nạn bắt cóc trẻ em là một trong những mối hiểm họa đáng sợ nhất. Vâng, tình trạng bắt cóc trẻ em hiện nay ngày càng manh động, liều lĩnh, trắng trợn. Lướt một vòng trên các trang mạng xã hội, có thể thấy rất nhiều thông tin tìm trẻ em, tìm con bị bắt cóc. Đáng chú ý, hàng năm ở Việt Nam có hàng trăm trẻ em bị bắt cóc và buôn bán ra nước ngoài. Trung bình mỗi tuần có 2 trẻ em bị mất tích, trong đó có rất nhiều em bé bị mất tích gặp phải kết cục thương tâm. Do đó, cần báo động để tất cả mọi người cùng nêu cao cảnh giác, chung tay bảo vệ cái thiên thần nhỏ của chúng ta. Thưa quý vị, thủ đoạn của bọn bắt cóc trẻ em ngày càng tinh vi, nham hiểm và hậu quả chúng để lại thật khó lường. Mặc dù các bậc phụ huynh, người trông trẻ và thầy cô giáo luôn bên cạnh các em, nhưng chỉ cần vài phút lơ đãng của quý vị trước cổng trường hay ở ngay tại sân nhà là các em có thể trở thành nạn nhân của những tên bắt cóc. Một bé gái 6 tuổi từ Lâm Đồng được mẹ đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để khám bệnh. Lợi dụng lúc người mẹ chăm chú làm thủ tục khám bệnh cho con không để ý, một phụ nữ đã dụ dỗ bé ra ngoài nói là dẫn đi tìm mẹ. Sự việc được camera của bệnh viện ghi lại và may mắn là ngay chiều hôm đó, mẹ bé đã nhận lại được con của mình tại trụ sở công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Hay như trường hợp mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội đã nghẹn ngào đau đớn kể lại sự việc con chị đi học mẫu giáo bị kẻ xấu dụ dỗ bắt cóc. Hoặc táo tận hơn, còn có trường hợp bắt cóc trẻ sơ sinh ngay tại bệnh viện phụ sản. Như trường hợp một bé trai được sinh ra tại bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh, con của một phụ sản thiếu năng. Khi bà ngoại cháu bé ra ngoài mua thức ăn, một phụ nữ mang bầu đã tới bế cháu bé đi mất. Trước đó, cũng có vụ việc bắt cóc trẻ sơ sinh tương tự xảy ra tại bệnh viện quận 7. Những kẻ bắt cóc cũng dùng thủ đoạn giàn cảnh để cướp trẻ ngay khi bé đang đi cùng mẹ. Như trường hợp của chị bé 2 ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, vào buổi chiều như thường lệ, chị đi rước con là bé Nghĩa khoảng 5 tuổi tại trường mầm non. Khi đi bộ trên đường thì thấy hai thanh niên đi xe máy tiến tới hỏi thăm. Bất ngờ, tên ngồi sau chạy lên giật mạnh con trai chị rồi bỏ chạy. Chị hai vừa giằng lại con vừa hô kêu cứu mọi người xung quanh. Cũng may em bé vẫn được an toàn. Thưa quý vị, con em chúng ta là những thiên thần nhỏ, không có khả năng tự vệ. Loại tội phạm bắt cóc trẻ em đáng bị trừng trị và lên án. Chúng đã vì đồng tiền mà đánh mất đi nhân tính của mình. Khi để cho con em ra đường, đi học hay đến những nơi công cộng, chúng ta cần phải cảnh giác, canh chừng bọn tội phạm này. Chúng táo tợn và nham hiểm, không ngại giàn cảnh cướp trẻ em ngay trên tay bố mẹ. Chúng không ngại bắt trẻ em khi các bé đang ở cạnh người thân. Chúng dùng mọi thủ đoạn để bắt cóc khi nhìn thấy đứa trẻ của bạn. Vậy, nếu những đứa trẻ vô tội bị rơi vào tay chúng thì sao? Các em sẽ ở trong tay những người chăn dắt trẻ con đi xin ăn, sẽ bị bán đi biên giới hay thậm chí là đến lò mổ nội tạng. Liệu các em có còn được cuộc sống bình thường chứ chưa nói đến việc được bảo bọc trong tình yêu thương của cha mẹ, người thân. Nỗi đau của những gia đình, những người làm cha, làm mẹ bị mất con sẽ khó lòng nguôi ngoai được, sẽ đi theo họ dây dẫn đến suốt cuộc đời. Không biết xã hội sẽ còn bao nhiêu gia đình bất hạnh như thế nữa. Hãy cùng nhau chung tay chia sẻ, tìm kiếm những đứa trẻ đáng thương đang bị mất tích. Cùng chung tay bảo vệ những thiên thần bé nhỏ vô tội để cho những người xung quanh chúng ta, người thân, bạn bè và chính chúng ta sẽ không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh tương tự. Qua đây, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét tăng án phạt đối với tội bắt cóc trẻ em. Đồng thời, chúng tôi cũng xin kêu gọi người dân tích cực phát giác, tố giác và chống lại loại tội phạm này, tạo thành một chiến dịch với quy mô tương tự như chống lại nạn ma túy. Và đối với những gia đình không may bị mất con chưa tìm lại được, xin gửi thông tin hình ảnh về tòa soạn số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email về banbiantap@tvphapluat.vn để truyền hình pháp luật hỗ trợ đăng hình ảnh, thông tin để tìm kiếm trẻ bị bắt cóc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.